Chung Lệ Đề là nữ diễn viên sinh năm 1970 nổi tiếng tại châu Á. Người đẹp xuất hiện và lớn lên ở Canada, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu tại cuộc thi Miss Genesee International do đài tổ chức, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Thâm niên trong nghề gần 30 năm, Lệ Đề được biết đến nhiều hơn cả với phong cách sexy, khiêu gợi cùng danh hiệu bom sét của làng giải trí Hoa ngữ. Với vai diễn chiến thắng trong bộ phim Bạc Phát Ma Nữ 2, cô đã biến thành một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim thuộc đủ thể loại như Truyền thuyết Người Cá 1994, Bác sĩ Lưu Manh 1995, Thái Cực Quyền 2 1996, Gia Hữu Hỷ Sự. Ở tuổi 49, nữ diễn viên vẫn là gương mặt nổi bật về nhan sắc. McGuire, tên thật là Margaret Denise Cookley, sinh năm 1979 tại Hawaii, Mỹ. Bố cô mang trong mình hai dòng máu Ireland và Ba Lan, còn mẹ là người Việt. Cô khai mạc được lưu ý khi thực hiện bộ ảnh quảng cáo cùng tài tử Tạ Đình Phong lúc đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đúng lúc này, Thành Long đang tìm kiếm gương mặt nữ diễn viên thế hệ cho các dự án ông sản xuất và McGuire may mắn lọt mắt xanh của siêu sao võ thuật. Thành công tại Trung Quốc, cô nuôi tham vọng đến Hollywood và thực tế chứng minh không có khó khăn nào mà mỹ nhân gốc Việt này không thể vượt qua. Cô được mời góp mặt vào những siêu phẩm hành động như Mission Impossible 3 Điệp Vụ Bất Khả Thi 3, Dragon Quest, Sát Thủ Nikita, Die Hard. Cho tới thời điểm hiện tại, ít có mỹ nhân châu Á nào đạt được chiến thắng như McGuire tại Hollywood. Cô còn được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của thế giới. Về đời tư, mỹ nhân từng vướng tin đồn hẹn hò Trần Quán Hy, Lee Jung Hoon, Ngô Ngạn Tổ. Năm 2014, cô công khai tình cảm với tài tử hơn 18 tuổi là Diman Demos và đính hôn vào năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015, cô từng thừa nhận rằng công việc bận bịu khiến chuyện tình cảm của mình luôn bị trì hoãn, dẫu phiên bản thân đã cố dung hòa mọi thứ. Thế rồi, chính sự bận bịu lại lần nữa đẩy McGuire và người chơi trai ra xa nhau rồi hủy hôn vào tháng 3 năm 2019. Jenna Mai sinh năm 1979 là một người Mỹ gốc Việt Nam. Cô được biết đến qua những chương trình như Hojo Iluk và Character Fantasy. Jenna đã từng có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn ở hậu trường các sự kiện lớn, trong đó có lễ trao giải điện ảnh Quả Cầu Vàng, Grammy, các cuộc thi Hoa hậu Mỹ, Miss Universe 2012 và 2013. Cô cũng từng có cơ hội làm việc với Christina Aguilera, Alicia Keys. Ở tuổi 40, Jenna Mai vẫn khiến nhiều người ghen tị vì vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ bất chấp tuổi tác. Hồi đầu năm 2019, gốc Việt cũng từng gây sốc khi cho biết từng bị lạm dụng tình dục từ năm 9 tuổi bởi người thân trong gia đình. Thời điểm đó, ba mẹ của Jenna Mai đang phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Do đó, kẻ lạm dụng đã thuyết phục cô giữ bí mật vì họ sẽ nổi giận nếu biết những gì đã xảy ra. Về chuyện tình cảm, Jenna từng kết hôn với diễn viên Reddy Hatay năm 2007, tuy nhiên cặp đôi đã ly dị sau một năm sau. Bạn trai hiện tại của nữ là rapper Jay hơn cô một tuổi. Anh là rapper, diễn viên nổi tiếng người Mỹ với loạt ca khúc đoàn kết cùng dàn sao đình đám như Loja In Thiết Lớp cùng Usher hay Ha hợp tác với Rihanna. Lana Condor cũng là mỹ nhân gốc Việt nổi tiếng ở Hollywood. Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, xuất hiện ở Cần Thơ và được một gia đình tại Mỹ nhận nuôi năm 1997. Cô gây lưu ý khi xuất hiện trong phim đầu tư 170 triệu đô la Mỹ Alita, Battle Angel của đạo diễn James Cameron. Cái tên Lana Condor khai mạc được biết đến tại Hollywood lần đầu tiên vào năm 2016 qua vai diễn dị nhân Jubilee trong phim X-Men Apocalypse. Vai diễn đầu tay đã được tham gia vào một series bom tấn, đây là điều bất kỳ diễn viên nào tại Hollywood cũng đều khao khát. Sở hữu chiều cao 1,6m khiêm tốn nhưng cô gái Cần Thơ có thân hình cân đối, gợi cảm. Cô được kỳ vọng là yếu tố tạo nên điều thế hệ lạ trên màn ảnh vào năm 2019. Lana Condor hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Anthony Zelatore từ năm 2015 và nhiều lần chia sẻ về chuyện tình cảm ngay trên trang cá nhân. Brenda Song sinh năm 1988 có cha là người Hờ Mông, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Brenda Song đóng phim từ khi 6 tuổi, cô là gương mặt rất quen thuộc và quan trọng đối với gia đình Disney. Một trong những vai diễn lớn chiến thắng nhất của cô là London Tiếp Tôn trong phim The Sutherly Fair of Jack and Cody, cuộc sống thượng hạng của Jack và Cody. Từ ngôi sao nhí của Disney, Brenda Song biến thành diễn viên thực thụ. Cô từng xuất hiện trong bộ phim Social Network bên cạnh các ngôi sao Jesse Eisenberg, Andrea Garfin và Justin Timberlake.
nữ diễn viên sinh năm 1988 từng đính hôn với Roger Tracy Cyrus, anh trai của Miley Cyrus, nhưng sau đó lại chia tay vào năm 2012. Caru Che Trang cũng là một người đẹp gốc Việt thành danh tại thế giới. Người đẹp sinh năm 1988 có bố là người Jamaica, mẹ người Việt. Cô được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng sự tự tin khiến Caru Che luôn biết cách hấp dẫn người nhìn. Đặc biệt là những bước đi điệu nghệ trên sàn các quân. Caru Che Trang từng hẹn hò với Rizzo được 4 năm. Trong thời gian yêu nhau, cô thán xuyên bị nam ca sĩ đánh và từng khởi kiện để xin lệnh cấm Rizzo lại gần. Cặp đôi đã nhiều lần tan hợp cho đến tháng 3 năm 2015, Rizzo thú nhận có con rơi, nàng mẫu 30 quyết định chia tay. Hiện tại, người đẹp đang có cuộc tình đẹp với người chơi trai Victor Rizzo từng là cầu thủ bóng bầu dục.